tô Hải Dương xin kính chào quý khách nhé. Em chào bác Cường móm nhé. Hôm nay thì em lại vào muộn hơn so với mọi hôm một chút rồi. Hôm nay thì em lại về thêm được rất là nhiều xe. Em về thêm được Tucson số tự động này, máy dầu. Và em về thêm được Innova số tự động luôn. Nissan Terra phân khúc hạng D em cũng về thêm này. Vios về thêm rất là nhiều. Em chào bác Hạnh Lê này. Dạ em chào anh Dương Kết nhé. Em chào bác Hiếu Phạm này. Các bác đang xem buổi báo giá trực tiếp của em Lê Hương ô tô Hải Dương thì cho em xin một lượt like và một lượt chia sẻ trên trang cá nhân và hội nhóm. Hôm nay là một cái buổi rất là đẹp trời, lần đầu tiên trong buổi phát sóng livestream mà không cần dùng đến mũ, không cần dùng đến áo nắng mà vẫn có thể tự tin đứng trò chuyện của khách hàng nhà mình. Thời tiết rất là đẹp luôn. Nên là em mong rằng sau cái buổi livestream này, trong buổi livestream ngày hôm nay, em sẽ nhận được sự ủng hộ, sự yêu thương bằng những lượt chia sẻ, những lượt like trên fanpage Lê Hương ô tô Hải Dương của em ạ. Em chào bác Hoài Trương ạ. Chia sẻ lên giúp em ạ. Bác nào muốn xem xe nào thì comment tên xe lên đây giúp em. Em sẽ ghim số điện thoại của em vào đây để cho khách hàng nhà mình tiện liên lạc cũng như là kết nối Zalo để em gửi cho mình rất là nhiều những mẫu xe. Cắt xả lỗ nhanh cho khách hàng nhà mình ạ. Em chào anh Trung Si Uân này. Chào bác Xuân Nhất nha. Bác Trung Si Uân. Nếu mà gọi xin chào theo tiếng Hàn là gì nhỉ? An Yang ACO đúng không ạ? Đúng rồi, An Yang ACO. Đấy là bác Trung Si Uân. Các bác chia sẻ lên giúp em ạ. Chia sẻ lên trang cá nhân và hội nhóm cho em Lê Hương nhé. Dạ em chào anh. Mặc dù em không biết tiếng Hàn nhưng mà em cùng từng làm việc với người Hàn hơn chục năm nay, em cũng biết một chút chút về tiếng Hàn. Đi đâu? Chia sẻ lên giúp em nhé. 10 khách hàng rồi, em chỉ đợi đúng 20 khách hàng thôi. Đối với nhiều người, người ta phải đợi hàng trăm hàng nghìn khách hàng, nhưng đối với em số lượng thì không bằng chất lượng. Em chỉ cần đúng 20 khách hàng thôi là em sẽ đi báo giá, buổi báo giá trực tiếp ngày hôm nay. Các bác chia sẻ mạnh mẽ lên cho em Lê Hương ô tô Hải Dương ạ. Vios màu vàng cát số sàn, Nissan Terra, Tucson 2 cầu, EcoSport lại về thêm rất là nhiều luôn, 11 khách hàng rồi. Em sẽ đứng đây để đợi khách hàng nhà mình chia sẻ yêu thương cho em Hương. Này cháy nắng hay là dạ? Anh ơi, nay Hải Dương thời tiết mát rồi lắm. Nếu như mà nhìn kỹ còn hơi mưa mưa cơ. Khả đang lâm thâm mưa nhưng mà rất là vui. Em thích thời tiết như này, nắng quá là em không thoải được. Lắng quá là không nói được luôn ạ. Các anh chia sẻ lên giúp em nhé. 10 khách hàng, 9 khách hàng. Chào như nào, không biết là chào em hay là chào như nào đây. Chào em Giang Nguyễn nhé. Chia sẻ lên giúp chị Lê Hương nhé. Tucson gầm cao 5 chỗ ngồi, máy dầu 2 cầu, à 1 cầu máy dầu về thêm số tự động này. Em chào bác Nguyễn Đình Chất này. 1 phút nữa thôi, đúng 1 phút nữa thôi là em sẽ đi báo giá, buổi báo giá trực tiếp ngày hôm nay. Nên là các bác chia sẻ lên giúp em trên trang cá nhân và các hội nhóm giúp em ạ. Em chào bác Sáng Vũ này. 15 rồi, 5 khách hàng nữa thôi. Chỉ đợi đúng 20 khách hàng thôi, không cần số lượng quá là nhiều, chỉ cần chất lượng thôi ạ. Thả tim thả like nữa giúp em. 16 rồi, 17 rồi, em chào bác Tua Ngọc nhé. Nhìn cái miệng là muốn chốt xe. Dạ vâng anh ơi, chốt xe luôn nào. Cắt xả lỗ cho anh luôn. Rất là nhiều dòng xe đẹp luôn. Số tự động cũng có, vài chục triệu cũng có, hơn 1 tỷ mà cũng có luôn. Anh ơi em sinh năm 92 anh nhá. Em ít tuổi thôi anh ạ. Anh Hùng ạ. Mà kể cả là anh có ít tuổi hơn em thì đàn ông cứ phải làm anh, không thể làm em được. Phụ nữ mà hơn 5-3 tuổi vẫn là đàn em mà. Nên là em chỉ là em Hương thôi. Nếu gọi bằng chị em dám ngại lắm luôn. 20 khách hàng rồi. Em xin phép được quay sang cam sau để đi báo giá trực tiếp buổi báo giá ngày hôm nay. Em chào anh Đặng Huy này. Anh Đặng Văn Huy này. Chia sẻ lên giúp em ạ. Rất rất là nhiều mẫu xe mới luôn. Địa chỉ bày bán bên em là 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Nhìn em đẹp là biết xe đẹp rồi. Có xe máy dầu. Xe máy dầu, máy dầu mà tầm 200 thì chỉ có Isuzu Highlander. Isuzu máy dầu Highlander. Vào việc đi chị dầu, em vào luôn rồi anh ơi. Đâu rồi, Tucson đánh ở đâu rồi nhỉ? Thôi quay trước khách hàng nhà mình. Một mẫu xe Hyundai i10, nhưng đây là bản Hyundai i10, đây là bản sedan 2 đầu với nước sơn màu trắng cực đẹp cho em này. Nước sơn màu trắng, đây là chiếc Hyundai i10 bản nhập khẩu. Giá chào bán là 238 triệu, đời 2015, trang bị động cơ chỉ có 1.2 số sàn. Bản sedan đẹp này các bác có đi gia đình, taxi dịch vụ
hoặc là làm dịch vụ hoa cưới hỏi rất là đẹp luôn. Vì cái màu của em nó rất là đẹp, một cái màu trắng trong, trắng hơn sữa luôn. i10 238 triệu nhập khẩu, bản sedan đẹp, màn hình giải trí to đùng luôn. Có túi khí an toàn. À bản này là chưa có túi khí này. Bản này bản thiếu hai đầu chưa có túi khí này. Ghế da zin đẹp. 238 triệu nhập khẩu 2015. Taxi dịch vụ ok cho em, thậm chí là đi gia đình cũng như là dịch vụ hoa cưới hỏi nhá, đều đẹp cho em luôn. Số điện thoại em ghim dưới màn hình rồi. Bác nào quan tâm thì kết nối số điện thoại cho em này. Innova đã về với chủ rồi đây ạ. Cà số vào hồ sơ cho khách rồi. Ở đây thì có một mẫu xe phân khúc hạng D, một em Nissan Terra đời 2009 bản nhập khẩu, biển thủ đô đẹp cho em. Nissan Terra trang bị cho em là có giải đèn LED định vị ban ngày, đèn gầm đầy đủ, xi nhan chân gương. Thấy mỗi em đẹp. Anh ơi xe đẹp chứ người, giờ đen lắm rồi, livestream lắng mưa đen lắm luôn. Một phân khúc sedan hạng D nhá, phân khúc hạng sang đây, 346 triệu nhập khẩu Nissan Terra số tự động. Nếu như bác nào đã từng đi dòng xe phân khúc hạng D, thật sự là không muốn đổi xe luôn. Vì dòng xe này nó trang bị cho em gì? Túi khí an toàn. Hệ thống lái xe này cực kỳ tiết kiệm cũng như là êm, rất là êm luôn. Màn hình giải trí. Và nếu như bác nào là người yêu âm nhạc thì ngồi sang mẫu xe phân khúc hạng D, chỉ cần nghe nhạc thôi đã biết rằng chất lượng xe như nào. Nếu như các bác đang ngồi nghe nhạc ở mẫu xe này mà sang mẫu xe khác không muốn ngồi luôn. Có hai cái màn hình gối ở phía sau của hai ghế hàng ghế trước này. Điều hòa hai vùng lóng lạnh rõ ràng cho em. Ghế da zin, theo năm tháng thời gian sử dụng nó có một chút gì đấy là lão hóa, nhăn nheo, chỉ nhăn thôi, không hề rách. Chỉ nhăn thôi. Dù là phụ nữ có đến tuổi nào đi chăng nữa nó còn nhăn nữa là. Nhưng mà đây là ghế da zin, nếu như các bác nào thích em sẽ bay thay cho mình một bộ ghế da mới luôn. Còn máy móc số mã em cam kết là ngon lành cho mình luôn nhá. Phân khúc hạng D xịn sò luôn ạ. Ghế chỉnh điện 8 hướng cho em, 346 triệu lít Santella đời 2009 bản nhập khẩu này. Tiếp theo bên đây thì em lại có cho mình một mẫu xe CDX. CDX này là bản nhập khẩu. Nào các bác chia sẻ lên giúp em ạ. Bác Tú Hoàng này, em chào anh Tú Hoàng, anh Đình Cường, anh Vinh Linh Huy này, anh Vĩnh Đình này và anh Nhung Hồng Nhung Hùng Nhung nhá. Bác Nguyễn Trị này, bác Nguyễn Đình Chất nhá, chia sẻ lên giúp em ạ. Chia sẻ lên thì mới có thể thấy được những bài viết của em Lê Hương, những video mà em up lên với những tầm tiền vẫn phân khúc xe mà các bác nào có tham quan muốn mua xe thì một cơ sở uy tín cho mình đây ạ. Một mẫu xe CDX bản nhập khẩu đời 2009 số tự động. Nói về CDX các bác sẽ nghĩ này là à một cái mẫu xe hơn 200 triệu, nhưng có đề lỗ thông minh, có cửa lóc la răng thể thao cực chất cho mình. 245 triệu trang bị động cơ là 1.6 số tự động. CDX đây ạ, nhập khẩu cực đẹp cho em, túi khí an toàn, ghế da xịn sò zin theo xe luôn. Tổ hợp phím bấm trên vô lăng và có cửa lóc nhá, đầy đủ cho em. 245 triệu, em chào bác Hưng Nguyễn này. Con chào cậu Thiết Đồng này. Phía sau có 4 mắt cảm biến va chạm cam lùi đầy đủ và em nó đang thuộc là biển 34 bánh đậu xanh. Mong rằng sau cái livestream này của em thì em nó sẽ về làm dâu các tỉnh lân cận. Sẽ về làm dâu các tỉnh lân cận nhá. Em chào anh Nguyễn Duy Anh này, chia sẻ lên giúp em nào. Hôm trước bác nào hỏi em về xe Santa Fe thì em đã nói rồi, em hết rồi. Hôm nay em về thêm cho mình một mẫu xe Santa Fe máy dầu. Máy dầu đây ạ, Santa Fe máy dầu, biển 30 thủ đô. Lên cho em đèn bi salon và đèn gầm, gương kính cụp chỉnh điện. Santa Fe đời 2009 bản nhập khẩu máy dầu số tự động. Trang bị động cơ là 2.0. Giá chào bán là 468 triệu. 468 triệu màn hình giải trí, túi khí an toàn. Với chiếc xe này thì túi khí an toàn trang bị lên đến 10 túi khí an toàn nhé. Và có cả cửa lóc đầy đủ cho em. Có cả cửa lóc đầy đủ này. Ghế da đẹp căng luôn, số tự động, điều hòa mát lạnh, màn hình giải trí OLED siêu to. Đây các bác nhìn này, một bác chủ cũ cực kỳ cẩn thận luôn. Xe phải đi bảo dưỡng bảo hành đầy đủ thì mới là xe xịn được, mới chạy chuẩn ngon cho mình. Santa Fe 2009 nhập khẩu máy dầu số tự động. Em đang bán là 468 triệu này. Gầm cao đẹp cho em. Bồ sơn màu vàng cát, hay còn gọi sang hơn là một cái màu vàng đồng đây ạ. Gương kính cụp chỉnh điện nhé. Em chào bác Trương Văn Hùng. Chào bác Sao Công, chào bác Nguyễn Duy này. Chia sẻ lên giúp em ạ.
Ở đây thì em lại về thêm cho mình một mẫu Jolly. Nhìn cái tên mà buồn cười quá luôn. Một chiếc xe Jolly đến từ nhà Mitsubishi biển 38. Em chưa đọc giá, vội vì đọc giá là giật mình luôn này. Một mẫu xe Jolly mà em nghĩ là các bác không cần phải nghĩ về giá. 48 triệu. Ô tô 48 triệu chắc bằng con xe Way à? Không bằng con xe Gem. 48 triệu mà ghế da căng led, trần da 3D, điều hòa Z-Zone. Xe 8 chỗ ngồi số sàn 48 triệu đời 2000. Ôi dồi ôi, xe ô tô lại 48 triệu đây này. Jolly 48 triệu. Rất là hay luôn. Một chiếc Jolly thấp nhất bên em là có 48 triệu đây. 8 chỗ ngồi to cao vật vã luôn mà 48 triệu. Em chào anh Vân Khương nhá. Chia sẻ lên giúp em ạ. Đây, nếu như hôm qua các bác nào thường xuyên theo dõi em thì chưa về chiếc Eco Sport này đâu. Nhưng đây là một em Eco Sport cực đẹp cho em. Đây cũng là bản Titanium cao cấp biển thủ đô. Đêm qua mới đánh từ thủ đô về. Đánh thủ đô về được hai chiếc xe siêu ngon. Một chiếc đây là một chiếc Ford Eco Sport này. Và thêm một chiếc Tucson máy dầu nữa. Nhưng mà đánh ra ngoài rồi. Chiếc này thì chiều em sẽ lên video chi tiết cho mình. Chỉ nhá nhá cho các bác xem tạm thôi. Em chào anh Đinh Văn Sơn này. Anh Đinh Sơn này. Chào anh Trường Lê này. Bên đây thì em có cho mình một mẫu xe quốc dân Innova. Đây là một mẫu xe Innova số tự động. Bình thường nhá, nếu như mà để tìm được một chiếc xe của dân số sàn mà ngon thì đã khó rồi. Nhưng hôm nay rất là may mắn em tìm được luôn này. Thọ như em này, bắt được một chiếc xe Innova của dân với giá là 330 triệu. 330 triệu đời 2010 số tự động. Hello người đẹp. Dạ anh, em chào anh Trường Lê nhá. Em chào anh Nguyễn Xuân Thắng này. Chào anh Yêu Thiên Nhiên này. Innova số tự động, ghế da đẹp căng, lì trần lì zin theo xe, màn hình đầu đài nguyên bản theo xe. Hệ số các bác nhìn này, phanh ở đây là hộp số của xe này, zích zắc luôn, ghế da đẹp, túi khí an toàn, màn hình giải trí. 330 triệu cho chiếc xe Innova. Em đã lên video chi tiết về mẫu xe này rồi, nhưng em vẫn muốn quay vì em tự hào rằng sau video này em sẽ bán được luôn chiếc xe Innova số tự động này vì nó rất là đẹp. Nếu như bạn bè anh chị nhà mình ai mà đang khoe rằng anh muốn mua một chiếc Innova chạy số tự động để đi giao dịch vụ đỡ phải đi làm thuê thì đây các bác giới thiệu cho em. Mua xe tặng một chỉ vàng, tặng luôn anh ơi. Mua xe tặng một chỉ vàng mang về làm quà cho bà xã. Bảo rằng hôm nay anh đi mua xe, cô chủ ở bên đấy cô đấy dễ thương lắm. Cô đấy bảo là anh mua xe thì anh đi rồi. Cô ấy tặng thêm một chỉ vàng. Một chỉ vàng 4.9 về mang về làm quà cho vợ luôn. 330 triệu cho mẫu xe Innova đời 2010 số tự động này. Và bên đây thì em lại có cho mình một chiếc xe Innova. Chiếc Innova này là... À, em xin lỗi. Innova mới chết chứ. Đây là một mẫu xe đến từ nhà Mazda. Fremacy cũng là số tự động 7 chỗ ngồi. Với một cái lớp sơn màu xanh thì gọi là màu xanh cụ hồ rồi. Rất giống với màu xanh áo lính luôn. Nhìn rất là cứng cáp này. Fremacy 172 triệu đời 2002. Trang bị động cơ là 1.8 số tự động 7 chỗ ngồi. Em chào anh Phạm Thuân này. Chào anh Dũng Audi này. Chia sẻ lên giúp em ạ. 172 triệu. Phanh ABS chống bó cứng đầy đủ giúp em. Xin nhan trên hông. Với lớp sơn màu xanh cứng cáp đẹp. Em chào bác Nguyễn Trâm nhá. 172 triệu Fremacy đến từ nhà Mazda số tự động. Ô tô bây giờ có phải là quá là vừa tiền không ạ? Bên cạnh chiếc Fremacy và chiếc Innova số tự động thì em lại có cho mình một chiếc xe Kia Morning với lớp sơn màu vàng. Rất là nổi bật. Phong thủy của bác lão hợp màu vàng, mệnh kim, mệnh hỏa, mệnh mộc, bác lão hợp màu vàng thì comment vào đây cho em. Kia Morning đời 2016 215 triệu. Trang bị động cơ 1.2 đời 2016 nhá, màn hình giải trí OLED siêu to, ghế da đẹp. Lước sơn đẹp căng cho em. Chỉ có 215 triệu thôi ạ. Tặng thêm một chỉ vàng về cầm tay đút vào vợ, đút vào lót tay cho vợ là anh mới mua một chiếc xe. Lại nhặt được một chỉ vàng, chắc là may mắn lắm đây. Kia Morning này ạ, 125 triệu đời 2016. Chúc cửa hàng cuối tuần chốt được nhiều xe. Chị ơi, sáng nay đã chốt được rất là nhiều xe rồi. Lại còn về thêm được Tucson máy dầu, về thêm Innova, về thêm Eco Sport, rất là nhiều dòng xe luôn. Ford Everest em có nhá, anh đợi em một chút đi, em chưa loát được nó đứng ở vị trí nào. Có Ford Everest luôn. Hàng thuốc cấm thuốc chuột luôn.
Em chào bác Thơm Lê, chào bác Vũ Văn Thê nhá. Anh Nhiên ơi, anh yêu thiên nhiên ơi, đợi em một chút nhá. Em đang lót xem là nó đang ở vị trí nào. Vì anh nhìn này, địa chỉ bên em này, nó nhiều xe lắm. Nó rơi vào tầm 200 đầu xe đấy. Đợi em một chút, cùng em tham gia buổi livestream này. Everest dưới 200 triệu quay đầu, em tặng thêm cả chỉ vàng nữa cơ. Anh cứ đợi em đi, anh yêu thiên nhiên nhá. Ở đây thì em có cho mình một chiếc xe Kia Sorento. Form dáng phải gọi là các bác nào mà đi xe này thì đúng là lấy được bạn gái có vợ rồi thì có lấy thêm được bồ. Mà chưa có vợ là có người yêu ngay này. Sorento, Kia Sorento 380 triệu đời 2009. Số tự động đẹp cho em 2.4. Một sự chuyên nghiệp đẳng cấp. Em cảm ơn bác Mai nhá, một cô giáo dạy tiếng Trung, một hướng dẫn viên du lịch với cái tầm kinh môn rất là tốt. Máy dầu thì em có Isuzu Highlander máy dầu nhá. Anh đợi em một chút, máy dầu em có, máy xăng em có luôn. Xe đẹp. Em chào bác Lê Thanh Nghị này, các bác chia sẻ lên giúp em nào. Một hôm với cái thời tiết rất là mát giờ như thế này, sáng ra em đã mở hàng xe rồi. Mở hàng 3 chiếc xe về 3 tỉnh thành khác nhau. Thì hôm nay những bác nào mua xe trong buổi trưa ngày hôm nay, trên buổi báo giá của em, không những là em bớt này, bớt giá này, bao hồ sơ này, tặng vàng này. Thật sự là một cô gái phá giá, đúng là cô gái vàng trong làng phá giá luôn. Rất là nhiều option đây các bác nhé. Sorento 380 triệu đầu ngoài nguyên bản theo xe, sấy sưởi kính, túi khí an toàn, khóa cầu vi sai, ghế chỉnh điện 8 hướng cho em, gầm cao đây ạ. Chia sẻ lên giúp em nhé, 380 triệu. Máy dầu em có, nhanh đợi em một chút này. Ở đây em có cho mình một chiếc Spark Van biển D. Spark Van biển D này là đang bán là 85 triệu. Đời 2010, trang bị động cơ là 0.8. Siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn. Siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn. Đợi chú Thảo có xiền đã nhé, lên làm về con để đỡ mưa lắng, chuyên chở cô Mai đi mua thịt, thích lắm. Riêng xe đi chợ nhá, lúc nào Lê Hương cũng nhiều cho cô Mai nhá. 85 triệu có xe, 48 triệu có xe, 100 một chút cũng có xe, rất là nhiều xe đẹp luôn. Và tiếp theo thì em có cho mình một chiếc xe Zoti T600, một siêu phẩm này. Zoti T600 đến từ Trung Quốc này. Cho xin giá, em đang live stream, có bác nào vào bình luận xin giá chiếc xe gì rồi. Một chút nữa xuống live stream thì em mới trả lời được. Zoti T600 máy là máy Mitsubishi đời 2016 bản nhập khẩu này. Số tự động 2.0, 5 chỗ ngồi gầm cao. Đến từ đất nước ông Hoàng công nghệ đây ạ. Chống trơn trượt, túi khí an toàn, ga tay tự động. Cửa sổ toàn cảnh Baroma, liếc vô lăng theo tay lái này, khóa cầu điện tử luôn. Số tự động, ghế chỉnh điện 8 hướng cho em, 320 triệu cho chiếc xe Zoti cao to trắng đẹp luôn. Một chiếc xe em nghĩ là hợp với những bác nào làm to, giám đốc thị trường hay là làm về bên gì đấy, nó phải to. Vì nhìn nó rất là sang luôn, chuyên nghiệp quá. Cảm ơn bác Thơm Lê nhé, chia sẻ lên giúp em ạ. Thời tiết Hải Dương rất là đẹp luôn. Đi xe máy đến mua ô tô, ưng phát để xe máy lên xe lồng, về cùng với ô tô luôn, quá là đẳng cấp đúng không ạ. Bên đây thì em có cho mình một siêu phẩm Hyundai Accent. Accent này là một mẫu Accent bảng đặc biệt cho em, bản nhập khẩu đời 2011, số tự động, trang bị động cơ là 1.4, 355 triệu. Vì sao em lại bảo là bản đặc biệt? Vì với bản này thì có gì? Có cửa lóc này, màn hình giải trí này, túi khí an toàn, tổ hợp phím bấm trên vô lăng, có nghe gọi rảnh tay này, các túi khí, các tổ hợp phím bấm trên vô lăng này. Và bản này thì có cửa lóc đẹp cho em nhé, màn hình giải trí, ghế da zin đẹp luôn. 355 triệu cho chiếc xe Hyundai Accent nhập khẩu cho em. Gương kính thì cụp chỉnh điện, với lớp sơn màu bạc đẹp, 4 bánh đều trang bị phanh ABS, na răng thể thao. Số tự động đẹp đây ạ, 355 triệu. Bên cạnh chiếc Accent thì em có cho mình một chiếc Nassetti. Em chào bác Vũ Văn Vũ này, bác Nguyễn Hậu này, các bác chia sẻ lên cho em nào. Nassetti EX đời 2009 em đang bán là 158 triệu với ghế da là ghế da lỉ nhá. Ghế da lỉ xịn đẹp rồi. Đẹp Hàn Quốc này. Em chào bác Hội Đồng Lát. Bác chia sẻ lên cho em nào. Nassetti EX 158 triệu đời 2009 đây ạ. Chia sẻ mạnh lên ạ, rất là nhiều xe đẹp. Nếu mà thời gian vừa qua nói về Kia Morning thì bây giờ Kia Morning hay Hyundai i10 các bác đi mua mới cũng khó cơ. Vì em nó quá là hot.
mà hôm nay em về thêm được cho mình một chiếc xe Kia Morning biển này, 36 đời 2017 nhá. Đời 2017 đã đủ cao chưa? Trong dòng xe cỏ, dòng xe lướt thì đời 2017 đó là một trong những cái sự giống như là gái mới lớn ấy, còn rất là giá trị luôn. Đời 2017 Kia Morning, trang bị động cơ 1.2, có cho em màn hình giải trí siêu to rồi. Màn hình giải trí siêu to, giá chào bán 228 triệu, 5 chỗ ngồi. Đời 2017 nhé, em xin lỗi, 2017 này. Lên cho em la răng thể thao rồi. La răng thể thao đẹp, phanh ABS, bản hatchback đẹp cho mình. Đi chợ, đi chơi, đi gia đình, đi dịch vụ đều ok cho em nhé. Với nước sơn màu vàng rất đẹp. Cam hành trình có này, màn hình giải trí có luôn. Đèn gầm cũng có này, mà chỉ có 228 triệu. Cam kết không đâm xô, không ngập nước, rất là đẹp luôn. Các bác nhìn này, sơn vỏ cứng cáp như thế này. Cam hành trình, cam lùi và có màn hình giải trí rồi. La răng lại còn lên được la răng thể thao đẹp nữa. Về không việc phải làm gì đâu. Tặng cho các bác một bình xăng phun kịch, về đi chơi luôn. Mua xe em tặng cho một bình xăng phun kịch luôn. Giá như gái như em Hương mới thích. Như em Hương là gái trên 30 thuộc là top già rồi. Bây giờ ra đường là mấy em 2K gọi bằng cô Hương rồi anh ơi. Giờ lên chức cô rồi. Xe nhà em đời 2017 thôi, mới chỉ có vài tuổi thôi, 5 tuổi thôi. Chứ còn như em Lê Hương là ngoài 30 ra ngoài xã hội là gọi là cô rồi anh ạ. Ở đây em có cho mình một chiếc xe Kia Carens 7 chỗ ngồi, số tự động. Đời 2010, giá chào bán 275 triệu. Nếu như thời gian này những bác nào mà quan tâm 7 chỗ ngồi mà số tự động thì không thể bỏ qua cho em những dòng như Kia Carens này, Innova này. Rất là nhiều dòng xe đẹp luôn. 275 triệu với nước sơn màu đồng đẹp cho em này. La răng thể thao, phanh ABS. Em chào bác Nguyễn Thị Vân này, chào bác Phạm Mai Anh, chào bác Trường Lê, chào bác Giang Hân. Trong thời gian gần đây em làm quen, tiếp cận và bán hàng cho rất là nhiều chị khách là nữ. Thậm chí có những chị là chồng không máu mua xe nhưng vợ rất là máu mua. Vì sao? Vì thanh xuân của mình rất là vất vả rồi. Đến bây giờ là mình phải hưởng thụ thôi, phải đi ô tô. Đi họp lớp và ô tô các bạn có hết rồi, mình vẫn đi xe máy thì mình phải cố gắng lên các chị ơi. Các anh đi ô tô thì các chị cũng phải đi ô tô. Quần áo váy vó xịn sò, trang điểm đẹp là phải đi ô tô. Mặc áo lắng áo mưa làm gì đúng không ạ? Cố gắng lên. Áo mưa áo lắng bây giờ nó hết thời rồi. Phụ nữ bây giờ hiện đại 4.0 rồi. Nên là dạo gần đây bán nhiều xe cho khách hàng là nữ lắm luôn. Lại một bác khách hàng nữ, em chào bác Trâm Vũ này. Chia sẻ lên giúp em ạ. Hôm nay em về thêm được cho khách hàng nhà mình một mẫu xe Ford EcoSport, nhưng form dáng mới toanh, đời 2018, số tự động, 5 chỗ ngồi gầm cao đây. Mở cửa ra phát cái màn hình nó đã báo là Ford. Các bác nhìn này, Ford này, tổ hợp phím bấm trên vô lăng, nghe gọi rảnh tay này, túi khí an toàn. Một dòng mẫu xe 5 chỗ ngồi gầm cao, có bán chịu không? Riêng bác Trâm, một cô gái bán cháo nổi tiếng thương hiệu ở Gia Lộc luôn, một cửa hàng cháo này. Tất nhiên là chị phải mua xe rồi, đi ship sáo cháo nhưng chị phải mua xe rồi. Riêng bác Trâm bán chịu luôn. Em rất là dễ tính luôn. Người khách nạ em đã để cho giá đẹp rồi, còn riêng người nhà em còn để giá đẹp hơn. Nên bác cứ yên tâm nhé. EcoSport đời 2018 này, 535 triệu. Màn hình giải trí có rồi, cụm đèn pha các bác nhìn này, cụm thiết kế đẹp 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 để hỗ trợ của đèn đây. 5 cấp, 4 cấp đèn luôn này. Form dáng mới toanh, ghế da zin đẹp, số tự động, 535 triệu với lớp sơn màu lâu cà phê đẹp luôn. Túi khí an toàn quanh xe. Còn khóa này. Ngồi phía sau cũng có thể khóa cửa cho em nhé. Các bác nhìn này. Ngồi phía sau cũng có thể khóa mở cửa cho em, rất là xịn sò luôn. Form dáng mới toanh đời 2018 Ford EcoSport, 535 triệu. Trần là trần lỉ zin. Bọc ly lông đẹp rồi, ghế da căng mướt đẹp căng cho em. Bản Italium cao cấp nhất, có cho mình cửa lóc, nút mở một trạm thông minh, khóa cửa này. Bác ngồi trên cũng có thể khóa cửa, bác ngồi sau cũng có thể khóa cửa, rất là an toàn luôn. Màn hình giải trí rồi, túi khí an toàn quanh xe. Cam kết không đâm xô, không ngập nước, hồ sơ pháp lý đẹp. Bao rút hồ sơ trắng cho mình, thành vào hồ sơ trắng, các bác thề thích sang tên thì sang tên.
535 triệu Ford EcoSport đời 2018 đây. Form dáng đẹp căng luôn. Bốn mắt cảm biến va chạm phía trước này. Em chào bác Hùng Hiếu, Nhung Hiếu này, chào bác Phạm Huyền này. Chào bác Nguyễn Thanh Tùng này, các bác nào chia sẻ lên cho em nào. Chia sẻ mạnh mẽ lên, một nút chia sẻ tương ứng với 1 triệu đồng, 10 nút là sẽ được 10 triệu đút túi. Mua xe sẽ giảm ngay cho khách hàng nhà mình. EcoSport trước sau có cho em 10 mắt cảm biến va chạm, túi khí an toàn canh xe. Em chào anh Trung Thái này. Vios em có đời 2008, 2009, 2010 và 2018. Rất là nhiều xe luôn. Ở bên đây thì em có cho mình một mẫu xe Jolly đời 2005, em đang bán là 135 triệu. Em chào bác David Đỗ nhé. Chào bác Trung Thái, bác Hùng Trần này. Chia sẻ lên giúp em ạ. Bên đây thì em có cho mình một mẫu xe Kia Morning. Đây là một mẫu xe Kia Morning số tự động đẹp cho em. Lên cho em la răng hoa mai. Đèn bi sơn là đèn pha là halogen. Ốp hết mạ chrome rồi, đèn gầm có. Xin nhan trên gương. Kia Morning 235 triệu số tự động. Đi số tự động đối với các bác nữ, các bác nam là bằng B1 thì quá là ok này. Chào bác Hùng Trần này, chào bác Minh Quân này. 235 triệu đời 2010. Đây là một chiếc xe Kia Morning nhập khẩu cho em. Bản này có túi khí an toàn, trang bị động cơ 1.0 siêu tiết kiệm nhiên liệu cho mình. 235 triệu ghế da đẹp. Viền ghế da có một cái lux màu vàng như thế này, rất là nổi bật luôn. Số tự động đẹp đây ạ, chỉ có hơn 200 triệu đi Kia Morning số tự động thì còn gì bằng đúng không ạ. Các bác mua cho bà xã nhà mình này, đi chợ này, đưa đón con này, đi làm công sở rất là ok luôn, nhỏ gọn này. Có hai mắt cảm biến va chạm phía sau nhé. Em chào bác Nguyễn Phúc này, chào bác Trần Quang này. Rất là nhiều khách hàng đang quan tâm này. Để lại số điện thoại cho em ạ. Quan tâm mẫu xe nào để lại số điện thoại giúp em. Số điện thoại em đã ghim dưới màn hình rồi, kết nối Zalo với em để được cái giá tốt nhất này. Tiếp theo bên đây thì em có cho mình một mẫu xe Innova đây. Chiếc Innova kia là mà số tự động là bản V xịn, thì chiếc Innova này là bản G nhá. 245 triệu Innova bản G đời 2008 số sàn, trang bị động cơ là 2.0. Em đang bán chiếc Innova bản G này là 245 triệu số sàn đây ạ. Biển thủ đô đẹp cho em. Biển thủ đô đẹp 245 triệu, cam hành trình có rồi, màu rất là đẹp luôn. Gương kính đèn đời cam kết không đâm sâu. Em chào anh Hoàng Long này, anh Hoàng Long vào muộn quá nhá. Em chào anh Tư Phạm này. Innova đây ạ, đây là Innova bản G. Chiếc Innova số tự động kia là bản V xịn cho em nhé. Ở đây thì em có cho mình một chiếc xe Ford Fiesta biển thủ đô với lớp sơn màu đỏ này. Ford Fiesta đời 2011 số tự động 295 triệu. Chúc em bán được nhiều xe trong ngày nhé em dạ. Em cảm ơn anh Trần Quang nhé. Chia sẻ cho em nhé. Cho em xin một nút chia sẻ yêu thương anh Trần Quang nhé. Em chào anh Trần Thanh Vân này. Hay là Trần Văn Thanh. Trần Văn Thanh. Em chào anh Trần Văn Thanh nhé. 295 triệu cho chiếc xe Ford Fiesta đời 2011 số tự động, trang bị động cơ 1.6 này. Lên cho em màn hình OLED rồi. Vào muộn thì ra sao. Túi khí an toàn này, tổ hợp các bác nhìn này, cụm đồng hồ sắc LED cho em. Ghế da đẹp, túi khí an toàn LED căng. Cửa lại đóng rất là chắc chắn luôn. Bản sedan, xin lỗi, bản hatchback một đầu nhưng mà không hề bị cụt nhá. Có Camry 2008, 2010 em Thùy ơi. Anh ơi, em là Lê Hương ô tô Hải Dương. Anh Trần Văn Thanh ơi, em là Lê Hương anh nhá. Camry bên em tạm hết rồi anh ạ. Anh Tạ Duy vào hơi muộn này. Tiếp theo bên đây thì em có cho mình một chiếc xe Hyundai i10. Nhưng mà đây là i10 bản đủ. Dạ vâng, Camry em tạm hết anh nhá. Kết nối Zalo với em đi. Chắc là 2 hôm nữa hay 3 hôm nữa là về thêm một mẫu Camry thôi. Một chiếc xe Hyundai i10 nhưng là bản đủ. Bản đủ sẽ có gì? Lút mở một trạm thông minh trên cánh cửa này. Gương kính cụp chỉnh điện, xi nhan trên gương. Hyundai i10 bản đủ đời 2014. Đây là một chiếc xe Hyundai bản nhập khẩu này. Bản đủ sẽ có túi khí an toàn, có cảm biến nhá. Đây là nút tắt bật cảm biến này.
ghế da đẹp căng cho em. Hyundai i10 em đang bán là 225 triệu, nhập khẩu 1.0 thôi. 225 triệu Hyundai i10 bản đồ nhá. Nếu như đã đi Hyundai mở bản thiếu đã là sướng rồi, đã là bản nhập khẩu đã sướng rồi. Thì hôm nay em có cho mình một mẫu xe Hyundai i10 bản đồ cho em. Vào để ngắm em đó đây, bác nhìn em đây. Nhìn em qua gương thôi. Hyundai i10 bản đồ nhập khẩu cho em 2014 này. Đồ nhá, 225 triệu. Trời ơi, cái lón của em tìm bao nhiêu ngày thì hóa ra nó ở trong xe. Em chào anh Đức Phạm này, em chào anh Mạnh Nguyễn này. Các anh quan tâm mẫu xe nào thì chia sẻ lên, comment tên xe lên đây giúp em. Về rất là nhiều xe, em chào bác Ngân bé này, bà chủ Ngân bé rồi, giờ là thành bà chủ rồi chị ơi. Ở đây thì em có cho mình đây, bên đây trước đi. Một mẫu xe Vios màu đen. Đây là một chiếc xe Vios màu đen, là nó là bản E xịn này. Biển 36 Vios bản E xịn. Đời 2009 em đang bán là 208 triệu. Trang bị động cơ là 1.5. Xe là 5 chỗ ngồi. Vios bản E xịn đời 2008. À 2009, em xin lỗi, đời 2009 nhá. E xịn đây ạ, 208 triệu. Trong buổi livestream ngày hôm nay không còn lẻ đâu. Cắt luôn, xả lỗ cho mình, chiếc này còn 200 triệu tròn. Số điện thoại em để dưới màn hình rồi, kết nối Zalo cho em. Túi khí an toàn, đầu đài nguyên bản theo xe. Và tất nhiên là bộ ghế da em đã nâng cấp rồi. Em đã độ lên bộ ghế loa rồi, lên loa đẹp, bộ ghế da đẹp rồi. Everest, anh ơi đợi em một chút nào. Vâng, em sẽ đi. Anh đợi em một chút này, anh Mạnh Nguyễn ơi. Mazda 3, em có Mazda 3 nhá. Để em ngắm con Everest ở đâu, hay là thợ lại đi tân gái rồi không biết nữa. À đây rồi. À anh Bùi Đức Tuấn ơi, anh đợi em tầm 2 phút thôi, em sẽ quay con Everest cho anh này trước, vì vừa anh ấy hỏi em nhiều quá mà em chưa nhìn thấy Everest ở đâu. Everest đâu nhỉ? Chị ơi, con Ford Everest đâu nhỉ? Ford Everest hình như thợ đi tân gái thật rồi anh ơi, không nhìn thấy cơ. Nếu như mà máy dầu thì em có một chiếc xe Isuzu này, anh ngắm tạm này. Isuzu Highlander 160 triệu máy dầu đây ạ. Isuzu máy dầu 160 triệu Highlander 7 chỗ ngồi, số sàn đời 2006 nhá. Em đang bán là 160 triệu. Form dáng không khác gì Mac GLK, không khác gì G63 luôn. Cao đẹp cho em, màn hình giải trí cỡ vừa, như cái lòng điện thoại thôi. La răng 4 chấu, ghế da 2 màu cực đẹp luôn nhá. Isuzu máy dầu 160 triệu này. Em chào anh Thành Hưng, chào bác Nguyễn Phương Thưởng này, chào bác Nguyễn Thắng này, chào bác Tuyên Đỗ, anh Tuấn này, anh Bùi Đức Tuấn đợi em một chút này. Anh Mạnh Nguyễn ơi, Everest là thợ đánh đi chơi rồi chưa về anh ơi. Bên đây có một chiếc Isuzu nữa này, 140 triệu cũng là máy dầu đây. Máy dầu 140, máy dầu 160. Rất là nhiều xe luôn. Còn anh Bùi Tuấn ơi, em có Mazda 3S, em có màu đỏ này và màu trắng này. Cái máy nó kêu to quá. Nói ạt cái tiếng của em đi. Chiếc Mazda 3S này là đời 2013, một chủ từ mới, một chủ tư nhân. Số máy zin, keo chỉ zin đẹp luôn. Anh Nguyễn Thiên Nhiên yêu thiên nhiên ơi, để lại số điện thoại cho em nhé. Để lại số điện thoại cho em thì đi nói xuống buổi livestream, em sẽ gửi hình ảnh và video chi tiết cho anh. Bây giờ thợ lại đánh đi đâu rồi? Một con xe đấy nó ngon mà, xong là máy dầu lên, thợ toàn đánh đi làm xe công vụ đâu cho nó rẻ. Anh yêu thiên nhiên, để lại số điện thoại cho em nhá. Kết nối Zalo, số em đã ghim đây rồi. Mazda 3S em có màu trắng đẹp này, 395 triệu đời 2013. Có cho em cam đùi, cam hành trình, cửa lóc, giải LED định vị ban ngày, đèn bi salon, đèn gầm, la răng thể thao. Mặt hề nhá, mặt chú cười đẹp luôn, nước sơn màu trắng như sữa luôn. Trắng đẹp hơn Ngọc Trinh luôn nhá. Tắt máy thôi anh ơi, ồn không nghe thấy cái gì luôn. Em chào bác Cảnh Trần, chào bác Vân Nguyễn này. Mazda 3S zin, một chủ đây. Chiếc nào zin em sẽ báo là zin, chiếc nào một chủ này.
anh kết bạn. Dạ vâng, một chút nữa em sẽ đồng ý kết bạn nha anh ơi. Một chút nữa đâu em xem nào, anh kết bạn chưa nè. Kết bạn Zalo với em nhé, số điện thoại 0354602790. Chào Phương ít kêu nhá. Ôi chào được ông bạn nhà mình, lâu lắm mới gặp luôn. Mazda 3S Zin này, một chủ 395 triệu, số tự động 1.6, tổ hợp phím bấm trên vô lăng, túi khí an toàn đầy đủ, màn hình có rồi, có cửa lóc đẹp luôn. Bán tải ạ, bán tải rất là tiếc luôn. Về chiếc nào là em bán chiếc đấy rồi anh ơi, hết bán tải rồi. Hết sạch bán tải rồi, mấy hôm trước có hai chiếc Navera 2017, 2018, hai chiếc Chi Tông 2019, 2020, hai chiếc BT 2015. Đẹp căng luôn, nhưng mà về làm dâu hết rồi anh ơi. Ôi tắt cái máy đi, nhẹ hẳn đầu. Thôi đừng bật máy nữa anh nhá, không em cứ phải gào lên là mệt quá. Bán tải hết rồi đây anh ơi, hết bán tải rồi, để lại số điện thoại. 3 hôm nữa là sẽ về thêm một chiếc bán tải Ford Ranger màu trắng đẹp luôn, Ford Ranger đẹp luôn nhá. 3 hôm nữa. Số tự động rẻ, số tự động rẻ nhất thì em có Kia Morning này. Em có Hyundai Getz tầm hơn 100 triệu. Phù hợp với chị các bác là nữ đi tập lái giống như em Hương chẳng hạn. 196 triệu và 215 triệu. Nếu mà rẻ số tự động đẹp và có 189 triệu nữa chị Thắm ạ. Hơn 100 triệu và hơn 200 triệu một chút thôi. Ví dụ như chị thích chiếc xe ghét bản nhập khẩu này. Ví dụ như chị không hiểu về xe thì chị về có hỏi anh trai hoặc là chồng. Bảo là có một con bé đấy nó ở chỗ Hải Dương nó bán cái con xe ghét số nhập tự động. Ghét nhập khẩu mà chỉ có 188 triệu thì anh lên xem họ em mới xem có đẹp không để em mua về đưa đón con hay đi học này. Đấy chị ơi, như giống như chiếc xe ghét số tự động này. Đây là một chiếc xe ghét bản nhập Hàn Quốc nhá, số tự động 188 triệu. Lấy cả các bác Lào Lam ở đây cũng vậy luôn, chỉ cần em nói là xe ghét mà số tự động bản nhập khẩu, các bác sẽ biết ngay là xe ghét là nó rất là an toàn, tiết kiệm nhiên liệu và cực kỳ dễ đi. Và với cái form dáng nó nhỏ gọn như thầy, các bác là nữ thì rất là ok nhá chị Thắm nhá. Chị Thắm để lại số điện thoại cho em này, hoặc kết nối Zalo, số điện thoại em ghi dưới màn hình rồi. Thì em sẽ tư vấn cho những dòng xe nào mà chị là nữ này, tay lái còn lon, tầm nhìn của mình nó còn chưa chuẩn ấy, thì mình sẽ đi dòng xe như xe Getz chẳng hạn. Em chào anh Nam Nguyễn nha, anh Nam Nguyễn vào muộn hơn so với mọi ngày nhá. Getz 188 triệu. Chị Thắm ạ, nếu như chị có anh trai hay em trai hay chồng biết về xe đấy thì hỏi qua là em muốn mua chiếc xe ghét nhập khẩu số tự động mà 188 triệu có được không? Đi xe ghét có ok không chị nhá? Dạ vâng đúng rồi. Chị Thắm bảo là 180 triệu màu vàng, số điện thoại đây. Chị Thắm ơi, chị thật sự thiện chí mua chưa? Vì bình thường nếu như đối với chiếc xe ghét màu vàng như thế này, với phân khúc tiền trên 100 triệu em sẽ không thể nào bớt được 8 triệu. Nhưng chị nghe nhá, nhưng chị là nữ mà trong suy nghĩ của em là em luôn yêu thương phụ nữ với cách kiểu là phụ nữ bây giờ khác rồi, 4.0 rồi. Đi xe ô tô cho em. Thì trên livestream chính thức ngày hôm nay, nếu như chị thật sự yêu thích chiếc xe này, 188 triệu, em không lấy 8 triệu nữa, em tặng cho chị luôn là 180 triệu chiếc xe Getz màu vàng này, đặc biệt cho chị Thắm này. 1 chấm mấy ạ? Chị ơi, chiếc này chỉ có là 1.4 thôi. Số tự động 1.4 nhập khẩu, nó không giống như những dòng xe sedan mà xe Getz 1.4 nó chỉ rơi vào 5-6 lít thôi chị nhá. Nó không như những dòng sedan mà nó không giống như những hệ điều hành khác. Hệ điều hành của xe Getz nó rất là an toàn, rất là tiết kiệm luôn. Nếu như chị Thắm ngày hôm nay mà chốt chiếc xe này trên livestream 188, còn 180 đấy là em nói riêng dành cho chị Lê Thắm nhá. Em Lê Hương bán tặng chị Lê Thắm một chiếc xe 180 triệu Getz số tự động biển 37 14512. Chị ưng ý chị chốt cho em. Ok, dễ để cho chị. Ok, chị ghi, chị comment lại cho em, bình luận lại, chị chốt Getz 180 triệu. Làm việc rõ ràng với em Lê Hương, em rất là thanh niên luôn, phong cách làm việc rất là men. Vì chị là nữ, chị lại còn họ Lê nữa thì làm sao mà em đắc chị được đúng không ạ? 188, còn 180 triệu cho chị Thắm. Chốt cho em Getz. Chốt cho em đi. Bao rút hồ sơ à? Sao là
em sẽ là người bao rút hồ sơ cho chị luôn. Một người phụ nữ mà đã comment đi mua xe là một người phụ nữ rất là mạnh mẽ rồi. Em sẽ là người bao rút hồ sơ cho chị. Bớt 8 triệu và bao rút hồ sơ cho chị Lê Thắm. Đấy là lời cam kết vàng của em Lê Hương dành cho chị. Số tự động đời 2007 nhập Hàn Quốc nhé chị nhá. 188 còn 180. Em Hương sẽ là người rút hồ sơ về cho chị Lê Thắm luôn. Màn hình giải trí có rồi. Ghế da đẹp căng luôn. Rất là phong cách làm việc rất là men luôn đúng không chị? Em chào anh Long Văn Thắng, chào anh Thành Đỗ là chị Thắm này. La răng thể thao, phanh ABS. Nói chung với chiếc xe này không phải tân trang, không phải sửa chữa một cái gì hết. Em sẽ rút hồ sơ chị, 188 còn 180. Vì chị đã là nữ mà chị có thể comment được thì em rất là yêu hoan nghênh luôn. Một chút nữa nhá, chị chỉ cần chốt cho em trên livestream thôi là 180 triệu. Xuống livestream em sẽ là người gửi hình ảnh video chi tiết nhất cho chị. Vì bây giờ em đang đến giờ livestream em chưa xuống được. Em sẽ gửi chị các bạn Zalo với em đi. Số điện thoại em ghim dưới màn hình rồi. Làm việc trên livestream cho em. Chốt 180 triệu em sẽ gửi hình ảnh cho chị luôn. Video và hình ảnh cho chị sắc nét luôn. Rồi có anh trai, em trai hay là chồng chị biết xem về xe thì đến trực tiếp với địa chỉ 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương để xem xe, chạy thử xe. Xem có đúng như là em Hương cam kết hay không nhá. Đấy là giá em chốt trên livestream chị Thắm nhá. Chốt trên livestream là được giá đẹp. Trực tiếp trước hàng trăm nghìn khách hàng em sẽ nói trực tiếp luôn, chốt cho chị Thắm luôn. Cam kết không đâm xô và không ngập nước. Hồ sơ pháp lý đẹp sẽ bớt cho chị còn 180 và bao rút hồ sơ. Quá là tơi luôn. Thánh phá giá là em, nếu như mà nói về phá giá thì phải gọi tên em Hương. Phá giá hết. Chị lại còn là nữ nữa, lại còn họ Lê nữa thì làm sao mà em lại đắt cho chị được đúng không ạ? Và bên đây em lại tiếp tục nha, tiếp tục báo giá này. Chị Thắm làm việc cùng với em đi nhá. Chốt trên livestream cho em, chỉ cần bình luận chốt trên livestream, giá đẹp, rút hồ sơ, cam kết không đâm xô và không ngập nước. Ở đây em có cho mình một chiếc Accent đời 2011, Accent nhập khẩu đời 2011. Trang bị động cơ 1.4 số sàn, em đang bán là 285 triệu. Nhập khẩu đẹp nhá, Accent đẹp, màn hình giải trí có rồi, túi khí an toàn. Với lớp sơn màu đen rất là đẹp luôn, nhập khẩu nguyên chiếc cho em. La răng thể thao, phanh ABS đầy đủ này, đời 2011. Đèn bi salon, đèn gầm có luôn, xin nhan trên gương. 285 triệu cho siêu phẩm Hyundai Gate, số sàn nhập khẩu cho em. Vừa rồi thì em có quay cho mình một chiếc xe Hyundai, chiếc xe Mazda 3S màu trắng. Thì bên cạnh đây em lại về thêm cho mình một chiếc Mazda 3S màu đỏ này. Màu đỏ đẹp, phía sau có cánh diều đẹp cho em như thế này. La răng thể thao, phanh ABS cả 4 bánh này. Bản này cũng có cửa lóc nhá, đời 2009, 295 triệu. Mazda 3S đời 2009, 295 triệu. Mazda nhập khẩu số tự động 2.0. Cửa lóc, túi khí an toàn, màn hình giải trí thì chưa có này. Màn hình giải trí thì chưa có. Con này thì bác chủ cũ là người không yêu thích nghe nhạc nên không thích màn hình màn hết gì cả. Đơn giản thỉnh thoảng là đi đâu chơi chơi thì đi một chút cho đẹp thôi. Lên cho em là bô đôi rồi. Cam nùi đầy đủ nhá. Cụm đèn hậu phía sau, anh nhìn cho các bác nhìn cho em này. Đèn bi hậu phía sau sắc led như thế này, như là mắt một con cáo luôn. Rất là sáng này, cực đẹp luôn. Rất là nhiều xe đẹp luôn nên các bác cứ comment tên xe này giúp em. Bán tải đây nhìn thì nhiều như này thôi, nhưng thực chất là cái giờ dãy này là em bán hết rồi. Nên là em sẽ bỏ qua này. Em chào bác Xuân Hồng nhá. Chị Xuân Hồng ơi, Mazda đẹp lắm luôn. Em chào bác Nguyễn Thu, chào bác Nguyễn Đức Anh, chào bác Hoa Nhật Linh. Rất là nhiều xe đẹp. Bên đây thì em lại có cho mình một chiếc xe số tự động nữa đây. Một em đến từ nhà Kia Morning. Kia Morning với lớp sơn màu đen. Bên ngoài màu đen, bên trong cũng màu đen, là combo màu đen tuyền luôn. Số tự động, biển thủ đô 4 số này. Chiếc Hyundai, chiếc Kia Morning này nhập khẩu số tự động đời 2008, em đang bán là 179 triệu. Vậy là chiếc Morning này và chiếc xe Gate kia đều là số tự động. Và giá tiền nó chỉ xem nhau thôi, lệch nhau có 1 triệu đồng thôi. Số tự động đẹp cho em nhé. Nhập khẩu luôn, 179 triệu. Xin nhan trên gương, la răng hoa mai đẹp rồi.
đã là Kia Morning nhập khẩu, không phải chê một điểm gì, ghét cũng vậy luôn, mà chỉ có 179, 180, thì không phải lăn tăn quá nhiều nữa rồi. Xom dáng số máy cực chất cho em. Còn bên cạnh đây thì những bác nào yêu thích dòng xe gọi như là đẳng cấp hơn một chút này, xe hạng sang, thì có thể đi xem Mac cho em nhé. Mercedes-Benz C250, đây là một chiếc xe Mac bản Blue cao cấp cho em. 10 mắt cảm biến trước và sau. Trước có 4 mắt cảm biến, sau có 6 mắt cảm biến. Xung quanh xe nó có 10 mắt cảm biến va chạm này. Xi nhan trên gương dạng hai mí đẹp này. Giá chào bán của chiếc xe Mac số tự động đời 2009 này là 379 triệu. Bản Blue cao cấp. Nếu như đi xe Mac và xe BMW thì các bác sẽ thấy nhận dạng rằng khi lên xe, cảm giác đầu tiên ngồi vào xe sẽ là một cái mùi. Một cái mùi nó sực lên, chắc là mùi tiền rồi. Vì hệ điều hành của nó không khí lọc rất là mát luôn. Rất là mát, rất là thơm luôn. Ghế da zin, ghế phụ, ghế lái chỉnh đều là chỉnh điện cho em, chỉnh 8 hướng, ghế da đẹp căng. Đầu đài nguyên bản theo xe. Tucson, em có Tucson đời 2010. Máy dầu anh Hoa Linh Phật ơi, mới về ngày hôm nay luôn. Tucson đời 2010 dù mới đêm qua về. Hiện tại bây giờ vẫn còn chưa lên sóng vì cho thợ đi rửa giấy qua, vì hôm qua đi về hơi bụi bẩn. Nhưng tương lai là sẽ bán trong chiều ngày hôm nay. Nhưng bác nào mà thiện chí yêu thích Tucson máy dầu thì cứ làm việc cùng với em. Lên duyên với ai thì sẽ bán cho người đấy thôi. Vì xe thì đẹp mà chỉ có một chiếc duy nhất nên rất là khó nói. Bác nào yêu thích thì để lại số điện thoại cho em nhé. Tucson gầm cao đời 2010. Giá chào bán là 5... À lời bao nhiêu nhỉ? Một chút nữa em sẽ làm lại về giá này. Cửa hàng chân dài toàn xe hoa khôi thế thì Xe SH giờ là đẳng cấp khác rồi anh ơi. Xe SH giờ nó không phải tài tiêu chí nữa rồi. Nếu như 3 năm trước SH nó sẽ là một cái niềm ước mơ của chị em. Chị Thắm ơi, chiếc xe này thì cũng bằng chiếc xe ghét của chị thôi chị ạ. Bằng chiếc xe ghét của chị thôi. Cắt xả cho chị 180 về 179 này. Chị Thắm này, nếu như mà chị rảnh thì trực tiếp lên xem xe. Còn không rảnh thì em sẽ gửi hình ảnh và video chi tiết nhất. Em sẽ ship xe tận nơi cho chị. Bây giờ làm việc thời 4.0 rồi. 179 triệu là xe Kia Morning này. Ghét số tự động là 188 triệu. Còn 180 này, hai chiếc xe này sẽ bằng nhau nhé. Cắt xả nhanh. Chị là lũ em đã nói rồi, em không bao giờ để khách hàng thiệt. Nên là yêu thích dòng xe nào lấy luôn cho em. Rất ít khi mà về được số tự động đẹp và phân khúc tiền nó chỉ có một tí này thôi. Bình thường nếu như mua xe đẹp nó phải như thế này. Nhưng mà giờ phân khúc như thế này thôi đã mua được xe đẹp rồi. Rất là hiếm nhá. Nếu như bán chiếc xe này đi rồi em không nghĩ là sẽ nhập được chiếc xe đẹp như thế nữa đâu ạ. Chào bác Lê Mạnh, chào bác Nguyễn Thân này. Chia sẻ lên giúp em Lê Hương nhá. Trang cá nhân, trang hội nhóm chỉ cần cứ chia sẻ lên cho em thôi. Để buổi sau khi mà em Lê Hương up những buổi báo giá lên thì các bác sẽ nhìn ngay. À em Lê Hương rồi. Theo dõi cái em này đi. Theo dõi 1 tháng, 2 tháng đi. Xem là có uy tín không, có chất lượng không. Hay là bát nháo, hay là lấy video ở đâu mà đăng lên. 7 chỗ ngồi em có Innova anh ơi. Innova, Captiva. Em có cả Kia Carren nữa. 7 chỗ ngồi, số sàn, số tự động. Hoặc với những dòng Jolly. À đây rồi, Ford Everest. Ford Everest đây rồi. Trời ơi, nó làm to lù lù ở đây mà cứ đi tìm ở đâu. Một em siêu phẩm Ford Everest đời 2005. Ây ôi, 186 triệu. Anh Xuân Nguyễn ơi, anh có thích đi Ford Everest không? Anh đã từng đi Ford Everest chưa? Từng trải nghiệm cái dòng xe trâu này chưa? Phải gọi là một con voi mới đúng. Ôi, đi cực sướng luôn. Ford Everest đời 2005, số sàn 186 triệu. Kia Morning. Kia Morning thì chị thích, là chị Hà My ơi, chị thích số sàn hay số tự động nào? Kia Morning em nhiều lắm luôn. Số sàn em có, số tự động em có này. Mấy hôm nay anh bận quá nên toàn vào xem em Hương muộn nên hơi buồn. Xe lữ màu đỏ ạ. Xe lữ màu đỏ thì em có cho mình Mazda 3S chị ơi. Chị Nguyễn Ngọc Hạnh ơi, Mazda 3S có màu đỏ này. Ford Fiesta màu đỏ nữa. Ví dụ như mà là lữ thì màu thích màu đỏ thì em có cho mình một chiếc Mazda này. Các bác nhìn logo này là biết ngay rồi. Mazda 3S đời 2009 bản nhập khẩu số tự động 295 triệu. Đèn bi salon có, đèn gầm có, xi nhan trên gương, xi nhan trên hông. Có cả cửa lóc luôn, 295 triệu.
295 triệu đời 2009 bản nhập khẩu đây. Màu đỏ hợp phong thủy với bác nào thì nhìn nó sẽ rất là đẹp. Hoặc những bác nào thích cái màu nổi nhìn rất là đẹp. Còn nhiều bác kiểu thích cái màu nó nhã nhặn hơn thì nhìn màu đỏ thì nó hơi ngoa đúng không ạ? Nhưng đối với một cô gái năng động như em, cứ phải xanh, đỏ, trắng thì em mới thích. Còn màu đen em lại không khoái lắm, nhưng màu đen nó sẽ mang lại một cảm giác nó sang và nó lịch lãm đúng không ạ? Còn nếu như là lữ chị gì nhỉ? Đâu rồi nhỉ? Chị ấy ơi, chị gì em với nó lướt nhanh quá quên mất tên rồi. À chị Ngọc Hạnh ơi, nếu là lữ này, chị có thể đi Ford Fiesta. Em có một siêu phẩm Ford Fiesta đời 2013 số tự động. Bản này có reset trên vô lăng này. Reset trên vô lăng nhá. Bản này chỉ có 318 triệu đời 2013 số tự động. Nếu như mà đi ăn cỗ đi đám cưới là em hay thường đánh chiếc xe này ra để em đi này. Rất là sướng luôn, số tự động đi cực êm, cực bon nhá. Đầu đài màn hình nguyên bản theo xe, túi khí an toàn, có reset trên vô lăng. Sấy sưởi kính đầy đủ cho em. Form dáng hatchback không hề bị cụt nhưng mà vẫn rất là nhỏ gọn luôn, thon thon dài dài như thế này. La răng thể thao, phanh ABS, xin nhan trên đường, cam hành trình có luôn. Mắt cảm biến va chạm phía sau, cam lùi có rồi. 318 triệu đời 2013. Còn nếu thích màu đỏ nữa thì em cũng có một chiếc Ford Fiesta cùng đời với chiếc này, nhưng mà cùng là chiếc xe Ford Fiesta với màu trắng nhưng mà là sao đời thấp hơn một chút này. Đời 2011 biển Thủ Đô, cam lùi có, mắt cảm biến có. 2011 thì em bán là 2 thì lên màn hình cho em rồi. 295 triệu số tự động đầu đài nguyên bản này, có lên màn hình OLED. Nếu như bác nào bảo là anh thích chiếc đỏ vì có màn hình, chiếc trắng thì chưa có, thì nếu như các bác nào thích chiếc trắng này, biển Thủ Đô đẹp đây, thì em tặng cho bác một cái màn hình giải trí siêu to luôn, đẹp căng luôn chưa, làm việc rất là thoải mái luôn ạ. I10 có luôn. Em lại có cho mình một chiếc xe 7 chỗ ngồi mang thương hiệu Chevrolet nhà Captiva. Một mẫu xe Captiva 7 chỗ ngồi số sàn. Chiều nay em sẽ lên video chi tiết vì mẫu xe này mới về. 7 chỗ ngồi, trang bị động cơ 2.4, đời 2007 nhá. 210 triệu đồng. Ôi. 210 triệu đồng cho em xe có phải là quá đẳng cấp không ạ? 7 chỗ ngồi, ghế da căng đẹp này. Màn hình có rồi. Khách gọi rồi. Màn hình giải trí là em một cho em xin một chút vì em có khách gọi. Alo ạ. Dạ. 035 460 2790. Dạ. Anh Tùng em hỏi em hỏi tí. Anh kiểm tra hỏi em xem vào khóa chưa nhá. Vâng. Vâng. Dạ. Dạ. Dạ 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 dạ. Dạ em chào anh, dạ vâng, dạ dạ. Đây, cảm ơn khách hàng đã đợi em nhé. Đây, Captiva 210 triệu đồng đời 2007 số sàn nhá. Màu vàng cát hay còn gọi là một cái màu đồng rất là đẹp, la răng thể thao. 6 chấu to đùng luôn. Rất là đẹp, 210 triệu này. Fiat này, Corona Antis. Còn nếu như 7 chỗ ngồi thì em có cả Kia Carren nữa. Kia Carren đời 2010. À đâu, chiếc này đời 2008 bản nhập khẩu số tự động 7 chỗ ngồi, em đang bán 285 triệu. Vậy là em có hai chiếc Kia Carren này, một vàng cát này và một màu đen, 285 và 275. Còn bên đây thì em có cho mình một siêu phẩm Corona Antis, gọi là lồi đồng gối đá đi. Nó phải tương đương và hơn với Camry. Vì sao bên đến đời 2010 nhá, biển 34. Đời 2010 mà giá vẫn là 395. Thì các bác phải biết rồi, số tự động Corona Antis. Nếu như các bác nào mà chưa mua được những dòng xe như Corona Antis thì chưa thể hiểu được nó đẹp và nó đi bền như thế nào. Corona Antis và Camry, hai tên thương hiệu trong làng, đi không hỏng, phá không hỏng luôn. 395 triệu. Và bên đây thì em lại có cho mình một mẫu xe Gentra. Xe này thì giá chỉ tăng tăng thôi, 136 triệu. 136 triệu đời 2008 này. Ghế da đẹp căng. Cái con này mỗi lần mở ra nó có một cái mùi rất là thơm luôn, không hiểu tại sao. Đây, bán tải chi tông đã làm dâu rồi. Đợi đẹp ngày, mai rằm đẹp ngày là khách đến phải lấy tầm 20 chiếc xe mất.
gần hết xe tại bãi rồi. Nên bác nào quan tâm mẫu xe nào, comment cho em, để lại số điện thoại cho em. Và cũng đừng quên là hãy chia sẻ lên nhá. Em còn có CDX này, Chevrolet Cruze này, ghét số sàn này. Ở đây em có cho mình một chiếc Chevrolet Cruze. Chiếc này là đời 2011 số sàn. Em đang bán với giá là 240 triệu. Chevrolet Cruze số sàn đây ạ. Trang bị động cơ chỉ có 1.6 này, màn hình giải trí tôi khí an toàn đầy đủ luôn. Biển Hải Phòng. 240 triệu. Và bên cạnh đây thì có cho mình một chiếc Nassetti SE đời 2009 nhập khẩu. Số sàn em đang bán là 220 triệu với nước sơn màu xanh cứng đẹp cho em. Màu xanh cứng cáp và cực đẹp luôn nhá. 220 triệu thôi ạ. Túi khí an toàn đầy đủ cho mình và là số sàn này. La răng thể thao 5 chấu phanh ABS. Và bên đây thì có một em xe ghét nhập khẩu nhưng là ghét số sàn biển Thủ Đô, 158 triệu. Đời 2009 này, ghét nhập khẩu đây ạ, 158 triệu anh đi đó. 158 triệu ạ. Bên đây thì có một siêu phẩm Chevrolet Cruze số tự động cắt xả lỗ này, biển 34. Cắt xả lỗ chỉ còn bao nhiêu? Bao nhiêu nhỉ? Chỉ còn 268 triệu. Chevrolet Cruze đời 2011 số tự động 268 triệu đây ạ. Bản sedan túi khí an toàn cực đẹp luôn. Các bác nhìn lốp này, la răng đẹp chưa? Lốp to đùng, mới đét luôn. Em chào anh Cường Nguyễn này, chào anh Triệu Cường, chào anh Nguyễn Văn Tĩnh, chào anh Đặng Văn Bình nhá. Chevrolet Cruze gái Hải Dương sẽ về làm dâu tỉnh nào đây ạ? 268 triệu. Đời 2011 ạ. Và đây bên đây thì có cho mình che gì nhỉ? Đây là một chiếc Hyundai i10 bản sedan hai đầu đẹp, 238 triệu nhập khẩu đời 2015. i10, những bác nào mà quan tâm dòng bản sedan này thì em chỉ có một chiếc duy nhất thôi, nếu như chiều nay khách đến xem xe là sẽ không còn đâu ạ. Bên cạnh Hyundai i10 nhập khẩu thì em có Hyundai i10 bản xe hatchback đời 2014, 195 triệu cũng là nhập khẩu cho em. Lên la răng thể thao rồi, rất là đẹp luôn, xi nhan trên gông. 195 triệu đời 2014 Hyundai i10. Rất là đẹp luôn. Ủa, nhiều xe quá, nói mãi không hết rồi. 7 chỗ ngồi rất là nhiều, Zondo IA. Em sẽ quay lốt một siêu phẩm em rất là ưng ý này. 245 triệu cho một chiếc xe Cruze số sàn. Các bác nhìn cái la răng tăm này. La răng tăm cực chất đẹp cho em. Em chào anh Phát Tiến này, chào anh Nguyễn Nhàn này. Các bác chia sẻ lên giúp em nào. Chia sẻ mạnh mẽ lên giúp em, mỗi bác chỉ một nút thôi. La răng tăm thể thao Chevrolet Cruze 245 triệu với lớp sơn màu trắng đẹp. Đi gia đình, taxi, chạy dịch vụ hoa cưới hỏi đều ok cho em. Biển Thủ Đô 29 này. Ghế da hai màu cực chất luôn. La răng tăm thể thao ghế da, các bác nhìn ghế da cho em này. Ghế da hai màu đẹp chưa ạ? Một cái màu ghế da nhìn nó sang lên cái xe, chiếc xe bao nhiêu đúng không ạ? Sạch sẽ này, màn hình giải trí đầy đủ rồi, 245 triệu. Sờ bắc tập lái 85 triệu, sờ bắc van, sờ bắc thường có hết. Vios này, chiếc Vios này biển 37 này, 185 triệu với lớp sơn màu đen đẹp đây, đời 2009. Màn hình giải trí có đầy đủ cho em rồi. Chạy thử xe kia gì anh? Hứng. Chạy chưa? La Seti CDX. Bản ga tay tự động Cruise Control. Đầy đủ luôn. Ở đây thì có một chiếc Altis này, đồi đồng gối đá đời 2005, 190 triệu. Ôi dồi ôi, khàn cổ quá, rát cậu họng quá. Em chào bác Hai Phạm nhé. Tất cả khách hàng đang xem buổi báo giá trực tiếp của em Lê Hương ô tô Hải Dương, em cảm ơn tất cả khách hàng rất là nhiều. Hôm nay là thứ bảy rồi, sau cái buổi làm việc ngày hôm nay thôi thì khách hàng sẽ có một ngày nghỉ lễ thật là tuyệt vời đúng không ạ? Một tuần ngày cuối tuần ấm áp bên gia đình rồi, em chúc toàn thể khách hàng nhà mình có một ngày nghỉ bên gia đình thật là vui vẻ này, cho con đi chơi, đi nhà bóng này. Bạn các bác nào thanh liên thì lại có cơ hội để gặp người yêu rồi đúng không ạ? Buổi báo giá trực tiếp của em Huê Hương ô tô Hải Dương có lẽ là em xin phép được dừng ở đây. Vì rất là nhiều cuộc gọi cũng như là rất là nhiều inbox. Em phải dừng một chút để em xuống em làm việc với khách hàng nhà mình. Để em cởi cái lón ra đã. Nóng quá.
Em chào bác Nghi Bàn nhá. Em cảm ơn tất cả khách hàng đã cùng em Lê Hương đồng hành hết buổi báo giá livestream ngày hôm nay. Em chào bác Nghi Bàn, chào bác Hai Phạm này. Cảm ơn tất cả khách hàng đã cùng em Lê Hương đi hết buổi báo giá livestream ngày hôm nay. Những bác nào thật sự quan tâm mẫu xe nào thì kết nối số điện thoại với em Lê Hương ở dưới màn hình. Và bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn tất cả khách hàng. Những bác nào mà chưa đăng ký kênh cũng như là chưa ấn nút theo dõi em thì kích vào cái phần trang cá nhân của em có cái đăng ký kênh đấy, để khi em update video lên thì khách hàng nhà mình sẽ là người đầu tiên nhìn được những siêu phẩm mà mình ưng ý nhé. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại ạ.